tăng song khang tăng khang tăng bẹt đô tăng non cây ta nuôi để đầy cổ bà xôm cổ rộp chìm riêng xua phong đá bạn đi cứ chiếc sai video rồi bỏ rồi vốt đại bàn từ chuộc lục dây ni đại miền ở dụ chất sập buôn cho nam côm khnong nó bóng ôn của bạn đăng rương rào của rồi mà hai để tụ chiêng pi rồi khê nó bạn nó hạ cả đăng đa hay lời này có miền sọp rồi chôn miền ca chạp ở rõm bà chọn chui tại đó quát hay giờ lời này có vô tây giờ bà thụ đôi chì ông co hay nâng thực sự yêu thực trầy chị đám vô từ chun quát bà cả chân có xôm bóng ôn từ ọc này chù rùm tu sân á nâng chui chạy đầm lấy nạc sai video này chị bằng to tiết đảm bây ở bàn cạp sắp sai lùm tầng lý hay mùi tiết rồi bóng ôn tờ sọc mái chân thơ nở tiên xem xếng có xôm vô cả áo chắc chắc tớ hay từ lẽ ở vô tớ bà rồi vô nâng vô từ chai chay nâng phù tạ cứ dụp hiệp hoàng đai bàn đại quạt nâng vô cái chai chùm nuốt bóng ôn tầng ọc này bà chuyện miền chả nâng nở tí này bà xôm ọc côn xôm tu sân á nở bọt dụp hiệp nâng ca chui ô bật thâm tờ đo lục dây ni đôi to tờ thằng ốc nê bạn tăng song khang tăng khlam tăng bẹt đô tăng non cây ta nuôi để đầy cổ đỉnh lộ đề chừng chẳng dạ ngày nay mình bán tới xa thế đấy lục dây tàu ăn thua tê chào ơi ngày nay bán tới dạ ăn bán tới xa hay bán bệnh mà hộp hộp ớt ớt tê chào mình hộp hộp tê thực mình nằm mai đặt hộp không thấy mùi rồi ăn ấy lộn lộn đúng chưa làm bài đã bỏ học cho hơi bỏ học bỏ học thấy mùi đúng chưa rồi gì lời chơi mà đó là sẽ bài chết ở đấy bài chơi chơi ai score chơi ở đấy đúng chưa score chơi ở đấy ăn score đi ăn score là bên này nôm chỉ năm tạc hơn máu trôi để chăm chơi bán để chơi xua lục dây ngày một nữa nè xua sủng phi lục dây ngày một nữa nè tạm phơi nữa nè chăm bán chào xa thu bán nâng chào anh nâng mà ôi nâng tình co bán đúng chưa đập cái lô nâng ấy để nhung chụp sủng phi lục dây ngày một nữa nè nâng ấy để chăm bán nữa nè chà để chơi mà lên chứ đấy sao bài chết đấy bài chào bài bà hãy mới dùng xong mưa bay đi mới thằng bay rồi hồi phòng nào dùng xong là mưa đi mới rồi lại đi tuần ăn bàn tập ta ăn miền hồ hồ tê bà hãy sẽ được kẹt cồn con của mình mà kẹt cồn còn sau cũng ao đi bà kẹt đi đồ đây kia thì thử ao đồ đây kia đồ đây kia thì thử ao dùng dễ thì thử ao cái thơ ơi ban tè nông bị lộ xuống rồi ăn bài ngày đi qua miền này hộp tê còn miền này chấm hồi bọc học phần đi tê ông bố mình đi bà miền này chan bọc học đã được bài chẳng men bà thời xa lụi dây còn đà trút bà miền này khu nét còn mền tên bà còn miền quay chắc chờ đi ta hao ông bố mình ơi bà chất phùng môi chất lụi dây người ta dừng năm mươi dùng dây nó miên phía được cách tràn, nó mơ cháu. Mơ cháu, bà. Nó cháu à, cái bây giờ mà ông nè. Tới nà, bà. Ây, thằng ngày đi cứ cháu màu đi cứ cháu miên chùm nuôi ông bà thông bì sọp rồi chốn á, lục dây. Dạ. Đại quạt ở nật ở sâu lục dây, khi lục dây với cháu trở đi, bà thay quạt bàn phía nhà tam dạng cháu. Dạ. Ây, bàn cháu màu chụp lục dây đón tiết đi. Dạ. Bà. Chuyện châm dây phong, hãy mang châm châu. Ba, lúc dây ba, là ngay. Lúc nhầm lưu tha, miền sọp rọt chôn dương, đầy rùa nơi giá rọt àm rách lúc dây. Trong chuyện châm, lúc dây ông mua chỉ vứt tay mặt đong. Ba, ở đây tê chăm nhầm chùm riêng phép quát lúc dây nè. Thọt rụt nhầm mà quát mơ hông. Ba, lúc dây ba. Hay chẳng hai ở lời đi. Ôi, hốc quá cháu ơi. Ba, chẳng hai ở lời đi cứ... nhưng mà lý cứ miền thạm bị cao và thom rùm tiền miền ổng co miền tập thấy bảy bị chơi co chẳng hết luôn giấy bà là ngày chẳng trăm mà phải lấy chơi từ xa từ tinh chun chun lục dây nữa lục dây nữa bị phải chơi mau bị ban tập bó và thôi nhồi pì hay lời này chơi trôi mà đập tiền lục dây này cứ mà mưa ta lục dây nó tiền họ chẳng hết nè
ឥឡូវក៏ឃើញលោកយាយហើយឥឡូវចាំមកចាំមកផ្លិតចៅទៅផ្សារទៅទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឲ្យលោកយាយណាចាបាទចាំចៅយកបញ្ជូនលោកយាយបន្តទៀតណាលោកយាយណាចាំចាំចៅមកផ្លិតណាបាទបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ទំនាក់ទំនងនិងចង់ជួយទៅដល់ពួកគាត់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងខ្ញុំក៏បាននេះគឺ Facebook របស់ខ្ញុំគឺ Charlie Michael Mock ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទបងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងដរិចទៅពវុទ្ធក៏បានដែរខ្ញុំនៅទីនេះគ្រាន់ជាតំណាងជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួបគាត់នឹងវិធីផ្ញើលុយកាក់ផ្សេងផ្សេងអាចទំនាក់ទំនងគាត់ដរិចក៏បាននេះគឺ Facebook របស់គាត់ពូពូពុតពុតជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទគាត់ខ្ញុំដាក់នៅទីនេះស្រេចហើយបាទហើយមួយទៀតគឺក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅដល់បុតៈក៏បានដែរគឺផែងសុភាព Facebook ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទដាក់នៅទីនេះស្រាប់ហើយបាទបើបងប្អូនមានទឹកចិត្តចង់ជួយទៅដល់ពួកគាត់ក៏សូមទំនាក់ទំនងតាមការគួរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអរគុណក៏សូមទស្សនាបន្តបាទនេះគឺសកម្មភាពដែលបានទៅទិញអង្ករទៅហើយបាទតាពុតៈហើយនឹងពវុតបានទៅផ្សារឥឡូវនេះត្រឡប់មកវិញហើយបានទិញអង្កររួចស្រេចបាច់ហើយកំពុងតែជញ្ជូនបាទដែលបញ្ហាដ៏ធំចំពោះពវុតហើយនឹងពុតៈគឺសុទ្ធតែអ្នកឈឺចង្កេះគឺចង្កេះមិនសូវមាំទេបាទបើតាមកម្លាំងគាត់គាត់អាចលើករួចប៉ុន្តែដោយសារការមានលំបាកក្នុងការឈឺចង្កេះនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតបាទមានការលំបាកនៅក្នុងការសែងអង្ករនេះគឺគាត់ត្រូវសែងដល់តែ2នាក់បាទ50គីឡូនឹងទើបសែងរួចហើយបើនិយាយទៅក្នុងប្រវត្តិពីដើមនឹងក៏គាត់ធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរច្រើនបាទហើយក៏មិនជាមានអាហារអីទទួលទានគ្រប់គ្រាន់បរិបូរអីដែរទើបធ្វើឲ្យសុខភាពនេះអស់ថយបាទចុះថយហើយនឹងពុំសូវជាមាននៅសុខភាពល្អទេប៉ុន្តែដោយសារទឹកចិត្តគាត់ឃើញនៅឱកាសនេះដែលបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់គ្រប់គ្រងជួយឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងទៅបាទគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងយើងឃើញថាទីនោះក្តៅណាស់បាទបែកញើសខ្ចាយតែម្ដងគឺមានការទទួលយកនៅអ្វីជាទំនួលខុសត្រូវនឹងក៏ទឹកជាទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែរបាទតែអាចធ្វើទៅបានបើគ្មានទឹកចិត្តគឺធ្វើពុំបានទេបាទបាទចាំជួបម្ដងទៀតអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែសារថ្ងៃនេះដែរគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងអញ្ចឹងថាខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានថវិកាបាទថវិកាសប្បុរសជន3រូបបាទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភតាមរយៈខ្ញុំបាទដើម្បីយកមកជួយទៅដល់លោកយាយខឹមនេះចា៎បាទដែលគាត់រស់នៅក្នុងស្រុកភូមិនេះបាទហើយស្រុកភូមិនេះខ្ញុំបាន
ta chim riêng mà đong rồi mà hơi phụ mình những pi ôm khum và hát gì thử ra mà ông phụ mình phụ mai bom ôn mà nhưng phụ vật xôm cột chim riêng xua mà đong tiền mà thời gian ngày nay cứ nhom từ tour ban và thạc vĩ ca ông pi sập rồi chôn mai rút nơi xa ở đoạn ảm rách và đại quả thầm biên tập chất và ảnh đất tất cả là lục dây khâm ni và đòi ở phía xài viên ô một lúc cứ nhóm thua tầm ná và thua tầm ná tam lần hãy chạy đón có nhóm bàn chuột nông lục dây đại quả thầm biên khăn ông cao ông phía ca hay quả thầm đá con hay quả thầm con muốn chơi chuột và mưa chơi chuột tầm bấy ta được xa từ tinh thứ năm và từ tinh thứ năm hôm được xa còn miền là cả chữ thứ ba rồi chẳng hết đấy nhưng có miền tập chất là bắt đầu gây công bán chủ là na vừa tiếp tục bây giờ chỉ về một quán được gây mà đo luôn mà hơi và hai tháng ngày đi đại cứ được xa là lại từ nhóm miền là thẳng ca và đại sọc rồi trương dương còn miền chất và nó là sâu mà can được gây hay còn có bạn nhà thạc vĩ ca tầng ngọt lúc ta mở dạng nhóm bạn phụ vốn tầm bây giờ một chuối và đó là lục dây và hay còn miền thạc vĩ ca để sắp rõ chung nhà ta phụ tạc hôm nay tầm bây giờ một chuối đó lục dây tầm bây giờ lục dây miền ca hông chọc và hay hiện cục khoản chiếm nền tích và hay ở còn miền là phiếp nghe xuống nông ca hông chọc tích và đại xa tại chi việc phiếp quát cứ thả sau sau cái làm mình tên hai khi ta tiện đi lục dây quạt bàn chuẩn bị hai thả kỵ quạt lục dây đâu đây vậy đây lục dây lục vẫn đang hàng nào rồi đây đồ ở kỵ đâu kỵ thường cho ao mình thấy kỳ đồ khẳng luôn kỳ đồ đó ở kỵ thường ao dân thường cả chùi kỵ bộ ắt lôi chùi bà chẳng kỳ thôi rồi lục dây màn chín năm hết lục dây tè bảy năm tiếng trộn luôn này trộn bốn chín năm hết lục dây nó à. Bà hai ca cả mốt đây 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 khoảng nọ tè à đây khoảng nọ hai anh mình tè đây cả nọ tè trộn mua trộn tè bảy khỏi ồ giờ hú pin luôn cho mà đã khỏi đi à kỳ thừa đi ai đó say ngày lung tung làm bài khỏi bà hay hay là chạy chạy thế nào hay làm gì chạy chạy ông cháu à môi tàu xì chua vai to vai lăng kia mày môi tàu điên tàu điên ôn tàu điên thầy mong má quạt tránh ôn mong môi á vì điên cái ông lê kia phải không đang đang phải tham mong của môi thọ mong của môi ăn chân mong của môi đang mặt đỏ kẹp và nâng ngày lục dây ai quật bằng trai như lục dây cứ chỉ khoác hạt giang na đó là khăn nói thì quật bằng trai như riêng tàu và riêng của tàu đài ắt lôi của tàu đài và chắc là o lục dây thì sao ai quật miền ca bằng trai chấm đen vị chia gọi là chấm đen vị chia ca na như che ngày cái đầu tới như là sông ca nghe kịp vơ lục dây và sông ca nghe kịp vơ hay dương miền ca nghe là o vơ ca na dương miền chấm đen đắng đó này vì sao ông lễ rồi vì sao chân ấy giờ đam rồi có chuẩn bị đăng cái xem xây luôn vậy nhá hay còn không riêng chân cứ là o bà hay chạy một chút được thôi cái kia là dây nó chưa đâu chỉ nuôi vài to vài lăng ở kia nó đẹp lắm bà được rồi hay chạy được chút và lùng dây của mạng ấy vô vấn là lùng dây miền rụng ấy tha chạy được mau mà đoan tiết lùng dây miền kẹt chân ấy nhôm bông phân đằng ngày nà đằng ngày nà bà hay lấy đi cứ ban tôi cho đây bông lo hai để chạy bàn sọc sai với đường giấy ba bàn sọc sai ba để chạy bàn sọc sai đầm nắng ba đầm nắng là bây giờ thời gian ông phù mi đại quật chia sọc rồi sọc chun đại quật là miền chợ là miền ta cả đồng na chụp phù đẹp sọc sau hay chào bạn sọc sai tới mà tầm đăng lý của bạn chiếm của tao sọc rộng chung là những con mình chất khó đó là gì? Bây bình phùm chào chắc này, gì? Ồ, không phùm, làm giấy kì mưa chứ ra này kì,
kì thạ kì mơ tổ sắp khơi khơi thạ mà dây ban ông ca mà chụp phí hay ông ca mình ông ca đây là gì nhưng mà mình ông ca ấy tên là gì nhưng còn là chi nẹ đá vừa bôn thua tiên hay chui từ đó nè sắp xoay xây xây là tam tập khu na đại ngôn tầng đó là luôn giấy nhưng mà chui là tí nước hay thả ca đó nó còn mềm chia thả ca bao nhóm tê bao nhóm còn chia nè ọt sắp xoay đi kia còn tay đi chỉ thả ca là bọc sắp bọc chun để còn bàn phân kẹt cái nhóm đó luôn giấy nè và hay nhóm đá chui to chẳng luôn giấy nè và hay sọc na phu na đại là chơi từ đó chào mưa khơi nhà bị phiền sập sói chào đừng chui chẳng hạn á và tạm là tập phiền tê mình anh chị ông kha đi qua sầm mà cùng mấy tên đồ dây đó và phu linh khơi đông này phu linh thọc khơi và khơi để mai dây thì phiền và chẳng là mai dây ban kỳ qua trở lại nữa chẳng nó khơi nông đau tôn tôn cái gì nó cái kia ngày môn nó không đau không khóc không chăng à cái school chăng mỏng cái lấy cái cơ giấy cái school à hay vì muốn cái đại school thì school đại school đại phần ăn đại cơ cái một khi nó từng ở đây nhau đây cái một đầu không đi không có xa này à บ้านอมภูมิพวกมายบางปอนมานางายาอะไรนี่คือขยมน้อมยกเรื่องอบโภคบริโภคบ้านอเมียนบ้านอเมียนอังกอนี่บ้านอังกอจำนวน50กิโลกรัมเลยนะบ้านมีอังกอ50กิโลกรัมบ้านอเมียนปลาคอมือยัวบ้านมีปลาชามือดอกบ้านมีตะไคร้มือยัวตะเกียบมือยัวบัลสกอร์มีเจ๊มือกิจอบมือกิจอบพร้อมแต่งมีนมามีมือแกะได้หรือยังนะจ้าครัวจ้าดอกทาริกาบอสซอบรอจนแต่ติงจูนหรือยังอย่าห้อยจ้าขโมยหรือยังบอกบ้าเต็มซาจ้าบ้าให้ติงโยมอมโยมอมดูตีจ้าโยคืนจังนะหรือยังจ้าโยคืนท่าหรือยังประกอบที่โยมอมดูตีจังสำหรับเป็นนี่คือจ้าแต่ติงเหมือนยังบ้าแต่ติงเหมือนยังโยมาจูนหรือยังไอ้ยาทาบิกาดอกบอสซอบรอจุนแต่ก่อนอบทอมลูกคือขยมกระโซนจุ่มรีบนักอ่านชั่วโมงดอกบอสซอบรอจุนแต่ก่อนจูนรุ่นช่วยอบทอมตามระยะขยมบ้ามันเตียงจิตตกศกตะเวทนีลูกยายมันเตียงจิตตกศกตะเวทนีบ้าตีมวยนู้คือลูกอมโปรแต่ก่อนรุ่นนักสารวัตรทำเร็งนู้ก่อนมินบ่าก่อนบานเอาขยมหาชมพูก่อนท่าลูกอมมันเตียงเสียตุกศกตะเวทนี่บ่าก่อนบานจมเรียบท่าเอาขยมหาชมพูก่อนจังบ่าไอ้ก่อนชมพูปิดประกอบด้วยมันดังจะชมพูไอ้เต้ยอมภูมิบ่าปัตย์ก่อนท่าก่อนชมพูมันเตียงเสียตุกศกตะเวทนี่บ่าก่อนอุปถัมภ์มากันลูกยี่บ่าจำนวนสายสับดอลลาร์บ่าสายสับดอลลาร์พองได้บ่าให้ติปีเทียบคือบองไซไซล่าบ่าบองไซไซล่ากวาดบานอบทอมลูกยี่บ่าจำนวน50ดอลลาร์บ่าได้กวาดอรุณสหรัฐอเมริกาบ่าบ่าที่ใบคือบองไซบ่าที่ใบคือบองไซสกุลซุยบ่าบอสไรสกุลซุยก็กวาดบ้านโอปทอมบ้ามาการลูกยี่จำนวนสายสับดอลาพองได้บ้าบ้าจำนวนสายสับดอลาพองได้ดังใบย่อยลูกยี่บ้านทักษิกาก่อนดอสไรจะชีวิตเพียบบ้าไอ้ขนมลูกคือทักษิกาสำหรับต่างออกต่างออกนั่นคือเมียนจำนวนมวยร้อย30ดอลลาร์บ่า130ดอลลาร์บ่าហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំដកមួយចំនួនដើម្បីទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនលោកយាយឲ្យហើយបាទដោយសារកម្អយលោកយាយខ្ញុំដឹងថាលោកយាយមិនអាចទៅដឹកយកមកបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទិញយកទុកជូនគាត់ទៅហើយហើយថវិកាដែលនៅសេសសល់នោះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបបាទ
បាទអញ្ចឹងថវិកាចំនួន130ដុល្លារដែលជាការឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនយើង3រូបបាទដែលគាត់តែខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនោះគឺម្ដងទៀតគឺទី1លោកអ៊ំប្រុសមន្តៀងជាទុកទុកនៅវេទនីបាទហើយទី2គឺបងស្រីសកុនសុយបាទហើយទី3គឺបងស្រីសៃឡាបាទអញ្ចឹងហើយគាត់បានឧបត្ថម្ភម្នាក់40ម្នាក់40និងលោកអ៊ំនឹងបងស្រីសិលាគាត់ឧបត្ថម្ភ50អញ្ចឹងថវិកាសរុបទាំងអស់គឺមានចំនួន130ដុល្លារបាទហើយថវិកាដែល130ដុល្លារនេះគឺស្មើនឹង52,000អង្គមីងបាទ520,000អញ្ចឹងខ្ញុំដកទិញប៊ីជេញអង្គមីទឹកត្រីស៊ីអ៊ីវស្ករអំបិលខ្លាញ់ត្រីត្រីខហើយនឹងទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំចំណាយថវិកាអស់ចំនួន182,000បាទ182,000អញ្ចឹងថវិកាដែលនៅសល់ពីចំនួន130ដុល្លារនេះគឺនៅសល់338,000បាទ338,000រៀលបាទអញ្ចឹងថវិកាសរុប130ដុល្លារនិយាយណាហើយឥឡូវថវិកាដែលនៅសល់ពីការទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនេះគឺនៅសល់338,000រៀលលោកយាយណាបាទសូមលោកយាយទទួលយកបាទជាថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនខ្មែរដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងលោកយាយបាទហើយលោកយាយមានពាក្យពេចន៍អីថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់សប្បុរសជនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងលោកយាយជូនពរទៅគាត់បន្តិចលោកយាយបាទទេវតាអិនព្រមមកជួយឲ្យតែគាត់ដល់ជូនខ្ញុំនឹងឲ្យបានដល់កូនចៅនៅស្រុកគេនឹងឲ្យបានសុខទុក្ខហើយឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់ហើយយុវវ័យទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាសាធុសាធុបាទហើយលោកយាយសប្បាយចិត្តទេលោកយាយសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចៅអើយបានចៅឯងចេះនាំមកចាំខ្ញុំបាទខ្ញុំកូនចាំចៅខ្ញុំដែរបាទលោកយាយបាទហើយមួយទៀតគឺមានបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចង់ផ្ញើថវិកាជួយខ្ញុំលោកយាយពេញមួយជីវិតតែម្ដងចា៎បាទហើយមិនទាន់ដឹងថាថវិកាដែលគាត់ត្រូវចង់ជួយលោកយាយប្រមាណទេចា៎ហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបគាត់នៅពេលក្រោយហើយបើសិនមានដំណឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបប្រកាសលោកយាយវិញលោកយាយណាចា៎បាទខ្ញុំនៅតែកន្លែងហ្នឹងទេចៅបាទលោកយាយបាទហ្នឹងចៅស្គាល់ហើយនេះចៅបរតែលោកយាយឃើញហើយចា៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទពុវត្តក៏សូមគោរពអរគុណដល់ទឹកចិត្តរបស់សប្បុរសជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលគាត់មានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងការចែករំលែកនៅថវិកាជួយទៅដល់លោកយាយនេះបាទដែលគាត់មានឆ្លងពីការហើយគាត់រស់នៅតែ២រយៈចៅបាទខ្ញុំសូមគោរពអរគុណដល់ទឹកចិត្តបាទមួយនេះនឹងកសលដែលខ្ញុំបាននាំយកមកនេះសូមអំប្រុសបងស្រីបាទទាំងអស់គ្នាដែលសប្បុរសជនបាទដែលជាសប្បុរសជនសូមទទួលយកផងបាទសូមទទួលយកពាក្យផលដែលបងបានធ្វើនេះផងហើយក៏សូមបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសូមប្រទានពរប្រទានជ័យសិរីសួស្តីបាទសុភមង្គលសុខភាពល្អបាទហើយនឹងជាពិសេសជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំង9ប្រការឬអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ3គ្នាគ្នាដែរបាទទាំងកាន់ប្រជាជនផងបាទហើយខ្ញុំបាទពុទ្ធសូមគោរពអរគុណទៅកាន់អពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពពុកទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាបាទសូមមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទនឹងសូមជូនបងទាំងអស់គ្នាផងបាទហើយមានទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទពុទ្ធសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទលោកលាសាដែរលោកយាយណាបាទបាទអរគុណច្រើនចៅឲ្យសុខបានបាទបាទបាទបានដូចក្តីណាទាំងអស់គ្នាណាចៅបាទសាធុសាធុទទួលបានបាទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅកាន់អង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយខាងពុទ្ធៈក៏គាត់មានជំនួយឧបត្ថម្ភអំពីសប្បុរសជនខ្មែរនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងសូមអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទទួលសនាបន្តអំពី channel របស់ពុទ្ធៈនិងបងប្រុសម៉ៃកូយូអេសគេសៀបាទហើយគាត់ក៏មានជំនួយឧបត្ថម្ភបន្តទៅកាន់លោកយាយបាទសូមអង្គភូមិចូលទៅមើល channel របស់គាត់បន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំម៉ៃកមកក៏មាននៅពាក្យពេចន៍អ្វីថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៃការដឹងគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងហើយ
miền tức chất lo lo chui tới đó quát hay nâng phơi nơi sạch đây lo chạy tầm lấy nơi sạch đây sốc ở vây đầy dương miền nơi tí ní chấm phù rộ quát ngoại ba nơi sạch đây sốc đa hay là vốt hay nâng sụp hiếp vô cư phù vốt hay nâng phù tạ khất khâm prang prang mình tế nông ca thơ ní hay đòi xa bóng phô chui ốp ở thom nâng quam trô tư phô phật tư bàn giang rà lún hay quát có miền tức chất đòi xa bóng phô tặng ọc nha bàn quam trô nâng phá đo nơi cầm lãng chất đó phụ quát bà từ phụ quát miền cầm lang chết bà vừa đầm na tập xây xây hay là nó có chắc khâu dôi khâu bà ta bóng phô ôn nà miền sử thiê chết là à chui quát à nít có chìa bà giáo tu tư thằng ớ có chìa bà giáo dương chẳng ai quát tư khai nà gặp bán bà tay là nít khâu cháy suy sang tiệt ở lời nít bà hãy nhầm bà miền mà tệ hiệu bò miền phẩm mạng phần nét bà xôm ớ con chán có xôm chùm riệp liên ông vô tập lọc chụp bóng phổ xa chỉ thầm mấy tiết bà xôm ớ con chán bà bye bye.